nhiều nỗi sợ xung quanh bất cứ một con người nào. Vậy làm thế nào để mình có thể phá tan tất cả nỗi sợ đó? Mình hiểu được nỗi sợ và mình phá tan tất cả nỗi sợ đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau và đập phá từng cái nỗi sợ một. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thái Phạm. Và tôi xin tự giới thiệu các bạn, tôi là nhà đầu tư, nhà kinh doanh và là nhà sáng lập cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về một chủ đề, đó là 6 nỗi sợ sẽ ngăn cản thành công của bạn. Đây là một chủ đề được phát vào đầu năm 2020 bởi vì tôi muốn thông điệp của tôi dành cho tất cả những người bạn hữu của tôi, đặc biệt là những người bạn trẻ khi xem kênh channel của tôi, là bạn luôn luôn biết rằng trong cuộc sống này có khá là nhiều những nỗi sợ. Và thường xuyên các bạn comment ở phía dưới của YouTube channel của tôi, các cái video của tôi cũng như trên Facebook của tôi nói, hoặc là nhắn tin tôi nói rằng là: anh ơi, bây giờ anh có thể chỉ ra cho em cái cách để vượt qua, thứ nhất là những nỗi sợ, sợ không được ai yêu thương, rồi thiếu tự tin, làm nào bước ra khỏi vùng an toàn của mình, làm nào em nhỡ em quá muộn để bắt đầu một điều gì đó thì sao, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái nỗi sợ của các bạn, thứ nhất tôi hiểu với các bạn rằng là tôi cũng giống như các bạn, đã từng có những lúc trong cuộc sống này để làm một điều gì đó tôi thường rất là sợ. Thí dụ như hồi trước khi tôi khởi nghiệp, tôi luôn luôn sợ rằng là mình đã quá trễ để bắt đầu. Mọi người hay nói rằng là khởi nghiệp ở độ tuổi 20, nhưng tôi ở độ tuổi 35 liệu tôi có thành công được không? Rồi sự ổn định vốn có của tôi đối với lại gia đình của tôi, với vợ con tôi thì sẽ như thế nào nếu tôi khởi nghiệp? Rồi bạn bè và mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Hay là những cái bạn đối tác của tôi thì trước đây họ đối xử với tôi, thì bây giờ tôi ra tôi khởi nghiệp thì họ sẽ nghĩ gì về tôi? Xung quanh đúng lại là rất nhiều nỗi sợ xung quanh bất cứ một con người nào. Vậy làm thế nào để mình có thể phá tan tất cả nỗi sợ đó? Mình hiểu được nỗi sợ và mình phá tan tất cả nỗi sợ đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau và đập phá từng cái nỗi sợ một. Ok, trước khi các bạn xem tiếp cái video này, tôi có một yêu cầu, một cái nhờ nhỏ các bạn. Đó là các bạn hãy kéo xuống cái video ở dưới, nhìn thấy cái nút like, nút thích của cái video này, các bạn dê con chuột vào và nhấn vào cái nút like này, chờ đến khi cái nút like nó chuyển sang cái màu xanh đậm, màu xanh da trời đó. Và các bạn làm điều này tôi sẽ rất là cảm kích, bởi vì thuật toán của YouTube cũng thích những cái gì like. Do đó xin cảm ơn các bạn. Ok, không mất thời gian của các bạn nữa, xin mời các bạn xem video. Cái nỗi sợ đầu tiên mà sẽ tước bỏ thành công của rất nhiều những bạn trẻ, đó chính là nỗi sợ của sự chỉ trích. Tức là sự chỉ trích đối với các bạn biết không, đây là cái nỗi sợ lớn nhất trong tất cả những cái nỗi sợ trên cuộc đời này. Bởi vì con người dù nói muốn hay không nói, muốn, chúng ta là một động vật mà động vật luôn luôn thích so sánh. Và đây là nỗi sợ tôi ghi là lớn nhất trên cuộc đời này. Bởi vì ai làm cái gì, giống như tôi chẳng hạn, trước khi tôi nghỉ Vinamilk, tôi thành lập cái công ty Happy Life này và tôi làm một cái điều gì đó của riêng tôi, tôi luôn luôn sợ là người này nói rằng là cái thằng này bị khùng, bị điên để làm cái thứ gì mà nó nghĩ rằng chả có tương lai gì cả. Vậy tại sao bây giờ tôi lại phải làm cái điều này? Đây là nỗi sợ mà sợ người khác chỉ trích. Rồi tôi viết một cuốn sách, tôi dịch một cuốn sách thì tôi sợ là người khác đánh giá, nhận xét cuốn sách của mình. Tôi đăng một cái gì đấy trên Facebook thì mọi người sẽ nói rằng: ô, anh ấy đăng cái này cũng sẽ đăng được, hoặc là làm một cái video nói: ồ, cái kiến thức này nó có gì đâu mà anh đăng lên chi. Rồi người ta chỉ trích anh, người ta nói này: tại sao anh không giàu có rồi thì anh cứ ở vậy đâu, anh kiếm tiền anh cứ ở vậy đi, làm sao mà anh phải là trở nên là đi giáo dục huấn luyện làm gì. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là chúng ta vượt qua cái nỗi sợ chỉ trích này, bởi vì đây là cái nỗi sợ lớn nhất. Nó sẽ kìm hãm, thứ nhất, một đó là sự sáng tạo của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ để cho tất cả những thứ chúng ta đến trong cuộc sống này với lại một tư duy lối mòn, tư duy rất là tầm thường và thiếu đi sự sáng tạo. Chẳng hạn như là khi mình sợ chỉ trích, thứ nhất là mình không dám nghĩ một cái điều gì đó mới. Cái thứ hai nữa là mình đề xuất một cái giải pháp gì đó không có thực sự là đột phá. Trong một cuộc họp ở công ty của bạn, hay là những cái câu chuyện ở gia đình của bạn, thì khi mà hỏi ý kiến của bạn thì bạn sợ chỉ trích khi mà mình nói một cái điều gì đó, nhỡ cái câu nói này của mình nó hơi ngu ngu thì sao, nhỡ câu nói của mình nó điên điên khùng khùng mà người ta nói với mình là: ủa, nói vậy cũng nói thì sao. Thông thường chính bởi vì cái nỗi sợ chỉ trích này cho nên chúng ta không sáng tạo, chúng ta không dám đưa ra những ý kiến đột phá. Và thường là
chúng ta sẽ đưa ra những cái ý kiến kiểu như là theo em thì để an toàn thì mình nên làm thế này, bởi vì nếu mà mình làm thế này thì có khá là nhiều những rủi ro. Rủi ro là ở cơ quan chức năng, chính quyền, hay là rủi ro ở cái câu chuyện là tổ dân khu phố, hoặc là tổ dân các phòng ban khác, hoặc là công ty khác nhìn vào. Nhỡ mình là một cái công ty nó to như thế này mà mình làm cái này thì sao, hoặc chúng ta công ty nhỏ mà chúng ta làm cái này thì tất cả những cái nỗi sợ đó sẽ khiến cho cái sự sáng tạo của các bạn nó bị bào mòn và đi xuống. Và cá nhân tôi thì thực tình với các bạn rằng là trong thực tế cuộc sống, tôi gặp rất nhiều cái dạng nhân viên kiểu như thế này, và tôi gặp rất nhiều những bạn trẻ kiểu này mới ra trường, nhưng mà thực sự với các bạn là họ chọn cái lối sống là phòng thủ. Họ không dám nói ra những chính kiến của mình. Họ thiếu sự sáng tạo, thiếu cái sự quyết đoán. Là đơn giản gì? Họ sợ bị chỉ trích, không có gì hết á. Thì tôi phải nói luôn luôn, tôi giả trước đoán sau là ok, cái việc này là cái việc mà em cứ nói đi. Bởi vì không ai chỉ trích, không ai đánh giá, không ai phán xét thì em ở đây cả. Thì khi mà tôi cởi cái tấm lòng của tôi ra thì họ mới dám nói. Còn nếu bạn mà để cái nỗi sợ chỉ trích này khiến cho bạn không thể làm được những gì sáng tạo mang tính chất đột phá, thì bạn phải thay đổi ngay. Và bạn biết không, thứ nhất là khi mình mà sợ bị chỉ trích, mình là một con người không tự tin. Không tự tin trong bất cứ một quyết định nào của mình, lời ăn tiếng nói, viết ra như thế nào, cho đến cái câu chuyện mình trình bày trước đám đông, hay là đơn giản đó là gì, trong một cuộc hội đàm với bạn bè, một cái cuộc chém gió thông thường với bạn bè, nhiều khi mình không dám nói ra cái ý kiến của mình, bởi vì mình sợ là thằng bạn mình nó nghe vậy mà cũng nói được, học cao học mà cũng nói được, học đại học mà cũng nói được cái câu này câu kia. Hoặc là đơn giản là gì, ồ cái đó ở công ty này thiếu gì người đã làm rồi mà anh còn làm gì, vân vân. Mình sẽ trở thành một con người thiếu tự tin đi rất nhiều. Các bạn biết không, thiếu tự tin là một thứ ngay lập tức đặt nền móng cho thất bại của bạn, bởi vì không có cái thành công nào mà đến từ các người thiếu tự tin cả. Và các bạn biết không, thêm một cái yếu tố nữa đối với lại những người mà sợ bị chỉ trích, đó là người ta thiếu đi cái cá tính. Mà đối với lại một người thiếu đi cá tính thì rất là chán. Trong một bàn nhậu, một cuộc chơi vui, một cái người nói chuyện, mình gặp cái con người có cái cá tính, tiếng Anh nó là có character, hay là đối với lãnh đạo nó có gọi là charisma, tức là phải làm thế nào nó có một cái gì đó nó định vị rất là rõ ràng, có một cái câu chuyện để kể về một cái nhân vật này, có một cái tính cách nó rất là đặc biệt. Tôi thì thường được gọi là một người tương đối là đanh đá trên mạng xã hội, hoặc là tôi là một cái người cũng không phải là quá là theo kiểu rằng là mình bình dân, hoặc mình gọi là mình có thể tương tác với tất cả mọi người. Nhưng mà nếu như đụng chạm vào những cái ego, hoặc là những cái mà cái bản ngã của mình ấy, thì thường là mình hay cũng rất là muốn thể hiện lại. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có cái xấu, nhưng mà về cơ bản là gì, bạn phải có một cái cá tính nào đó để bạn tồn tại. Thì bạn phải nói là ok, nếu mà bạn cần cái dịch vụ này thì bạn ở đây với ông Thái Phạm, còn nếu bạn không cần cái dịch vụ này hoặc bạn cần dịch vụ khác thì bạn đi chỗ khác, không sao cả. Bởi vì tôi có cá tính, có phẩm chất của tôi. Và tôi nói với các bạn rằng nó đến từ cái chuyện là tôi rất tự tin về năng lực của mình, rất tự tin về cái khả năng của mình. Tự tin không nghĩa là tự tin mù quáng, không nghĩa là mình tự dưng cảm thấy mình rất là cao siêu. Nhưng khi mà tôi không còn sợ người khác nữa, không còn sợ ai phán xét nữa, thì tôi có cái cá tính của riêng tôi. Và lúc đó tôi không cần ai phải phán xét tôi như thế nào hết. Và có một câu rất là hay của Lỗ Tấn, đó là chó cứ sủa đàn người cứ đi. Bạn làm cái gì bạn cảm thấy tốt cho bản thân mình, tốt cho cái xã hội này, tốt cho những người xung quanh bạn và những người trong vòng tròn ảnh hưởng của bạn, thì bạn cứ làm, chả việc gì phải sợ người nào phán xét cả. Và đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn. Tức là nỗi sợ đầu tiên đó là nỗi sợ của sự chỉ trích. Và chính cái nỗi sợ của sự chỉ trích này, nó là một nỗi sợ lớn nhất trong 6 cái nỗi sợ của loài người. Nỗi sợ thứ hai khiến cho bạn không bao giờ thành công được, đó chính là cái nỗi sợ sợ nghèo ha, sợ nghèo khó. Cái nỗi sợ này thì thường xuất phát từ những cái bạn ở nông thôn, ra ngoài thành phố sống, ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ, những người ở nông thôn ra ha. Hoặc là đơn giản là những người có một cái công ăn việc làm tương đối ổn định, sau khi mà ra trường tốt nghiệp đại học rồi, kiếm được công việc làm tương đối ổn định ở một công ty tư nhân hay công ty nhà nước hay công ty liên doanh, bắt đầu thấy rằng là ok, mình có một công việc tương đối ổn định, mình cũng thận trọng. Mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ làm cái này làm cái kia. Nghe bạn bè nói khởi nghiệp cũng được, nghe bạn bè nói kiếm tiền từ internet cũng được, nghe bạn bè nói là thằng này đầu tư kinh doanh cổ phiếu kiếm tiền cũng được, hoặc là nghe bạn bè nói thằng này kinh doanh thương mại điện tử kiếm tiền cũng được. Nhưng mà vấn đề là của mình là
mình nhỡ hồi xưa mình đã nghèo rồi, bây giờ mình làm mãi cái công việc là mình mới có một cái mức lương như thế này, mà giờ mình quay trở lại mình khởi nghiệp lại từ đầu ấy, thì nó thực sự giờ nó rất là khó. Vậy thì làm nào vượt qua nó? Bởi vì khi mà bạn sợ nghèo thì bạn sẽ an lòng với lại một cái thứ là công việc ổn định. Bạn thận trọng với tất cả các quyết định của mình, kể cả nó là đầu tư kinh doanh hay là nó là một cái cơ hội đầu tư mới, hay là một cái hoạt động mới mẻ nào đó diễn ra trên xã hội mà bạn nghĩ rằng bạn có thể có tài năng để làm. Nhưng bạn rất là thận trọng và bạn ổn định trong cái công việc của mình, và bạn sẽ không bao giờ khá được. Nếu bạn cứ làm 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa rồi bạn về hưu sau 30 năm, 35 năm thì bạn thấy rằng cuối cùng là bạn gì? Bạn là một người mang một cái nỗi sợ. Nhỡ mình làm vậy con mình sao? Nhỡ giống như tôi đã từng, nếu mà tôi mang cái quan điểm là tôi sợ là người khác đầu tiên là phán xét mình, thứ hai là mình sợ nghèo, mình có thể là mình không cần phải khởi nghiệp nữa, mình có thể là mình không cần đầu tư nữa, mình không thể làm bày ra những thứ nhiều như thế này để mình làm, bởi vì mình sợ rằng là nhỡ mình quay trở lại thời kỳ nghèo khó làm sao, nhỡ tiền mình biến đi mất hết thì sao. Thay vì sợ nghèo, tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm một thứ, đó là chúng ta phải bắt tiền hoạt động cho mình và tìm cách quản lý cái đồng tiền của mình. Quản lý cái đồng tiền của mình và chúng ta sẽ không trì hoãn trong hoạt động của mình nữa. Để mà vượt qua cái nỗi sợ nghèo khó này, thứ nhất bạn phải tự tin vào mình, đừng bao giờ sợ người khác phán xét mình. Cái thứ hai nữa, thay vì sợ nghèo khó thì mình bắt đầu tìm hiểu về đầu tư, tìm hiểu về kinh doanh, tìm hiểu về những cuốn sách quản lý tài chính cá nhân. Những cái video tài chính cá nhân, quản lý tài chính cá nhân thì tôi đã post lên đầy cái Facebook của tôi, và bạn có thể tìm được cách quản lý tài chính cá nhân này, phương pháp chi tiêu và quản lý tiền bạc với 6 chiếc hũ này, cách thức mà bạn có thể kiếm tiền, 8 cách thức mà bạn có thể kiếm tiền. Bạn có thể vừa nghe cái podcast của tôi khi bạn chạy bộ, bạn có thể nghe podcast của tôi khi bạn nghỉ trưa, xem video của tôi bất cứ khi nào. Để quản lý tài chính cá nhân nó rất là quan trọng. Thay vì sợ đồng tiền, sợ mình nghèo thì hãy tìm cách làm chủ cái đồng tiền. Đó là cách nhanh nhất để bạn không bị trì hoãn, và bạn sẽ biết là bắt đầu để đồng tiền làm việc cho mình. Cái nỗi sợ thứ ba khiến cho bạn không bao giờ thành công được, đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mới đi làm hoặc bạn chuẩn bị ra trường, các bạn đi làm một vài năm rồi, đó là cái nỗi sợ gọi tôi gọi là hơi bị stupid, ngu xuẩn chút, là ốm đau bệnh tật. Ốm đau bệnh tật thì thường là gì? Hay hóng về những cái trang về sức khỏe, rồi hay gọi là nuông chiều bản thân thái quá. Cái này là hai cái khái niệm mà tôi thấy rất là buồn cười của những người trẻ. Đó là hay đọc những tin tức về sức khỏe, nói ồ dạo này nghe dịch cúm mà sắp sửa lại có cái mình nghe mũi của mình đang bị viêm xoang, mình giờ nghe anh Thái chạy bộ 6x66 ngày thích quá, nhưng bây giờ nghe thông tin là chất lượng không khí của Hà Nội nó không được tốt, rồi chất lượng không khí trong Sài Gòn không được tốt, rồi mình chạy bộ thì mình nghe người này người kia nói rằng là sẽ bị viêm phổi này nọ. Tôi không phán xét gì với các bạn về cái chuyện đó cả, nỗi sợ của bạn là có thực. Bởi vì cái phần mềm là có thực, những vấn đề về ô nhiễm là có thực, đúng không? Những mùi hôi thối, cuộc sống là có thực. Ở cái khu vực cái mương, thậm chí là Bình Thạnh hay bất cứ nơi đâu, bạn ở Sài Gòn hay Hà Nội thì những cái mương nó sống, nó su ế là chuyện có thực. Nhưng thay vì chúng ta đọc những tin là tin ung thư, tin người này bị bệnh này bệnh kia, môi trường sống, có hai cách để chúng ta làm chuyện đó. Đó là chúng ta hiểu biết về sức khỏe của mình. Cái thứ hai nữa là bạn chuẩn bị cho sức khỏe của mình. Và thứ ba nữa là bạn hành động. Không có cách nào để bạn không hành động hết mà bạn có cái kiến thức về cái sức khỏe của mình. Hay là nếu mà bạn sợ thì bạn đi check up, tức là kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Tệ nhất thì là 1 năm một lần bạn đi check up cho thôi, kiểm tra cái sức khỏe của các bạn. Bởi vì các bạn biết không, cái sợ nỗi đau, cái sợ về bệnh tật này là cái nỗi sợ thường trực, kể cả đối với người trẻ và người già. Tôi nói thực sự là tôi là người sống cạnh những người trẻ. Tất nhiên là anh em đồng nghiệp và cộng sự của tôi thì không phải như vậy, nhưng tôi xung quanh tôi khá là những nhiều người trẻ, nhưng mà thực ra nhất là không bao giờ hiểu về dinh dưỡng, không hiểu về sức khỏe, chả bao giờ hành động để kiểm tra sức khỏe, cũng không bao giờ thực tập về sức khỏe, nhưng luôn luôn sợ là nhỡ em bị cái bệnh này bệnh kia thì sao, giờ sao em có thể chữa được cái này. Rồi thậm chí họ còn lo lắng hơn tất cả những người già nữa. Những người già thì các bạn thấy là công viên vào buổi sáng tại Hà Nội ha, công viên tại buổi sáng tại Sài Gòn, những người nào sử dụng nhiều nhất? Người già. Nhưng mà người trẻ còn sợ về sức khỏe hơn cả người già.
Vậy thì những cái nỗi sợ này khiến cho bạn không bao giờ thành công được, bởi vì mình làm cái gì mình cũng sợ. Cầm xỏ giày ra đường sợ là bị hít đầy đủ khí độc, rồi nhỡ về chết thì sao? Hay là làm cái việc gì cũng sợ là nếu em làm cái này quá sức thì em mệt em không làm được. Tôi xin lỗi các bạn, tất cả những nỗi sợ đó sẽ khiến cho bạn không thể thành công được. Và để làm cho bạn không còn sợ về sức khỏe, mình có bị này thì kia nữa, tôi khuyên bạn hãy có kiến thức về sức khỏe. Con người chỉ có một nỗi sợ nếu chúng ta không biết về những điều mà chúng ta không biết mà thôi. Còn nếu như chúng ta biết, có cái kiến thức về sức khỏe, đặc biệt là tập luyện này, đặc biệt là dinh dưỡng này, dinh dưỡng tôi viết đây hơi nhỏ. Thứ hai, đó là vấn đề tập luyện thể dục thể thao, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ là một người mà hành động và luôn liên tục check up sức khỏe của mình, thì bạn sẽ đánh bại cái nỗi sợ về cái vấn đề sức khỏe. Nỗi sợ thứ tư khiến cho bạn không bao giờ thành công được, nó níu kéo cái thành công của bạn, đó là mình sợ không được yêu thương. Con người bản chất là ích kỷ. Bản chất là ích kỷ, bản chất luôn luôn tôi sinh ra trong một gia đình có 4 anh em trai, và tôi đã chứng kiến rất là nhiều những người ở hàng xóm của tôi, bởi vì tôi sinh ra trong một gia xóm nghèo, rất là nghèo. Nên tôi hiểu được là gì? Con người luôn luôn ích kỷ, muốn được sự quan tâm lớn nhất của bố, muốn được sự quan tâm lớn nhất của mẹ, cạnh tranh với bố mẹ, với lại anh em ruột thịt của mình, với bạn bè của mình để được cô giáo yêu thương, rồi đồng nghiệp quý mến, rồi sếp yêu thương. Con người rất sợ là không được yêu thương và rất sợ bị cô đơn. Chính vì cái nỗi sợ mà không được yêu thương này, cho nên họ hành động rất là dại dột. Họ điên lên vì tình, phát điên lên vì tình, phát điên lên vì tình cảm của một người không còn dành cho mình nữa. Thí dụ như là ok, họ quan tâm đến một cô gái hay một chàng trai chẳng hạn, cái cô gái chàng trai không đáp lại, thì trong thế hệ Gen Z nó gọi là cái việc đó là yêu đơn phương hay là crush. Tức là crush tức là một dạng yêu đơn phương. Ủa tại sao phải yêu đơn phương vậy? Nếu trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là nếu bạn không, nỗi sợ của bạn là không được yêu thương, nếu bạn không được yêu thương thôi, đời còn dài và cái đẹp còn nhiều, hoặc đời còn dài và da đẹp còn nhiều, tại sao bạn phải yêu đơn phương một người làm gì cho nó mệt ra, đúng không? Tìm một người phù hợp, nồi nào sẽ có vung đó. Nếu bạn là một người tốt sẽ có một người tốt khác đến với bạn. Những dạng năng lượng cùng dấu nó sẽ hút lại với nhau. Riêng năng lượng thì cùng dấu hút với nhau nhé, chứ không phải là dạng năng lượng do kiểu pin là cùng dấu đẩy nhau. Bạn là một con người hấp dẫn, đẹp về mặt hình thể, ăn nói có duyên, có tiền, có sự nghiệp. Ủa dĩ nhiên đương nhiên là bạn sẽ có người yêu thương bạn, đúng không ạ? Ở trong công việc thì bạn cần phải làm gì? Đơn giản là bạn giúp sếp bạn phát triển hơn, thì sếp sẽ yêu thương bạn. Ai thì cuối cùng đưa nhau về một hệ quy chiếu, đó là gì? Bạn giúp gì được cho tôi? Chính bởi vậy tôi khuyên cho bạn là gì? Thay vì sợ thì bạn ngồi đấy, bạn hãy tìm những cái give and take, tức là cho và nhận. Bạn hãy làm sao tìm cách cho người khác càng nhiều càng tốt. Bởi vì yêu thương là một hành động, chứ yêu thương không phải lời nói. Nếu bạn cho đi những thứ chẳng hạn như là sự giúp đỡ bằng 5 ngôn ngữ tình yêu, thì trong khóa học về thiết kế cuộc đời thịnh vượng của mình, thì tôi sẽ chia sẻ với bạn chi tiết hơn về 5 ngôn ngữ tình yêu này và cách bạn ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống. Nhưng nếu như bạn nói những lời mà tốt đẹp với họ, nếu bạn cho đi những món quà tặng, nếu bạn dành thời gian quý báu của bạn dành cho họ, thì bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ là người được yêu thương. Và đừng bao giờ để cái nỗi sợ không được yêu thương nó cản trở thành công của bạn. Bạn chả cần phải điên lên vì tình, bạn còn trẻ, bạn đẹp, bạn đang xem video của tôi có nghĩa rằng là bạn quan tâm đến thành công. Bạn là người rất rất đam mê thành công. Và tôi nói với các bạn rằng bạn trẻ, bạn đẹp trai, bạn xinh gái, bạn có tài năng. Do đó đừng sợ người khác không yêu thương mình, đừng sợ người khác phán xét mình. Hãy hành động, hãy cho đi những cái gì mà mình biết, hãy cho đi những cái gì mà mình giỏi. Và làm thế nào để giúp đỡ người khác thành công, đó là cách tốt nhất để vượt qua cái nỗi sợ không được yêu thương. Nỗi sợ thứ 5 sẽ tất nhiên là sẽ làm cho bạn không bao giờ thành công, đó là sợ già. Và nỗi sợ số 6 là sợ chết. Sợ già và sợ chết thì gần như nó gắn liền với nhau. Vì sao? Sợ già nó sẽ có những cái biểu hiện này. Oh man, cái này đã quá muộn rồi, mình là thằng già rồi, bây giờ nó dẫn đến nhiệt huyết của mình xuống. Tôi có một câu nói là khi mà tôi mất đi nhuệ khí, tức là tiếng Anh nó gọi là spirit, thì tôi mất đi cả cuộc đời này. Và bạn biết không, khi mà bạn mất đi cái nhuệ khí, bạn mất đi cả cuộc đời và bạn mất nhiệt huyết, là bởi vì được tuổi 27, 28, 31, 32 tuổi thôi. Anh ơi bây giờ, nhưng mà em nói thật với anh là em có một vợ hai con, bây giờ em cảm thấy rằng là gì,
mình già rồi, mình là mình không thể thay đổi được. Tôi có những cái ông anh trai của tôi sinh năm 7, nói chung là thế hệ của những người mà U50 hoặc 50 tuổi chút, nói lúc nào cũng kêu ôi già rồi, không làm được cái gì nữa, giờ chỉ vậy thôi. Thì chính vì như vậy nó nhiệt huyết xuống, không có chịu tìm hiểu cái mới. Bởi vì thực ra họ sợ cái tuổi già nó đến, họ còn sợ chết hơn tất cả những người khác. Họ nói chết đi giờ thì ai lo cho con cái rồi này kia. Nhưng mà họ thực sự họ không muốn hành động gì cả, họ sợ chết. Nhưng tôi nói ai cũng chết thôi. Cuộc đời này cát bụi sinh ra thì cát bụi sẽ trở về cát bụi, mình có trường tồn được đâu. Mình sống cùng lắm đến 100 tuổi, 90 tuổi. Mà nếu bạn thọ nữa với sự phát triển của khoa học công nghệ thì cái tuổi thọ bình quân của con người có thể nâng lên gần 90 tuổi, 80 tuổi. Nhưng vấn đề không phải là số lượng tuổi bạn sống, mà số năm bạn sống có thực sự ý nghĩa. Bạn đừng đếm số năm, hãy đếm những cái năm mà thực sự có ý nghĩa với bạn. Cái number, cái số năm á, cái số năm mà bạn thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời này là cái gì. Và bạn hiểu là lúc mà mình thực sự mình chả bao giờ mình sợ già. Cái lẽ sống là thứ mà có thể giúp bạn kiếm được tiền, làm cho xã hội tốt đẹp hơn, và nó match, nó rất là dung hòa với cái lợi ích, với cái đam mê của mình và cái tài năng của mình. Thì bạn sẽ thấy rằng là bạn không bao giờ đếm số năm của mình. Các bạn nhìn tôi này, tôi nói với các bạn này, tôi năm nay là 38 tuổi. Các bạn nhìn tôi không biết là thấy các bạn thấy là nó trẻ trung hay là nó già, nhưng mà tôi luôn luôn cảm thấy là tôi trẻ trung và tôi rất tràn đầy năng lượng để chia sẻ với các bạn về 6 cái nỗi sợ mà nó có thể đánh tuột cái thành công của bạn. Tôi nói bằng tất cả những năng lượng và nhiệt huyết của tôi, và luôn luôn tôi cảm thấy rằng tôi trẻ trung và tôi không sợ chết. Nếu một người nào đó đã chia sẻ với tôi nói ồ nếu mà anh đang làm tốt này, nếu mà Chúa hoặc là Thượng Đế gọi anh về thì sao, tôi bảo chả sao cả. Thượng Đế cho tôi một sứ mệnh, và sứ mệnh của tôi hết thì thực tế gọi tôi về, đơn giản như vậy. Và khi tôi về thì cái điều gì ở trên bia mộ của tôi mà tôi muốn nhìn lại, đó chính là sự giúp đỡ dành cho người khác. Và đó là cái điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn. 6 cái nỗi sợ sẽ ngăn cản thành công của bạn. Và năm 2020 phải là một năm rất khác của bạn, phải là một năm rất khác của bạn ha. Và đừng để 6 cái nỗi sợ này nó lại tiếp tục lặp lại với cuộc đời các bạn. Bạn hãy sống một cuộc đời mà bạn mong mơ ước. Hãy đặt những nền tảng mới cho năm 2020 và hãy bẻ gãy từng nỗi sợ một. Và tôi xin chúc các bạn thành công. Và dĩ nhiên nếu bạn xem video này của tôi, các bạn có duyên và muốn học hỏi thêm từ tôi nữa thì hãy đăng ký ở phía dưới có một cái link về cái khóa học thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Tôi mong muốn gặp lại các bạn tại khóa học thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Cho những bạn có duyên, các bạn không đăng ký cả thì không sao cả, không sao. Nhưng nếu bạn muốn, hãy gặp tôi và hỏi tôi nhiều hơn trong khóa học 2 ngày vào tháng 3, 14, 15 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó một tuần tại Hà Nội, thì các bạn có thể đăng ký ở dưới link, tôi để cái dưới link ở phía dưới. Hãy chia sẻ video này nếu bạn thấy rằng video này hữu ích với tất cả những người khác, và nhấn vào nút chuông subscribe kênh channel của tôi để bất cứ khi nào tôi ra video về phát triển bản thân, về đầu tư tài chính thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Và Thái Phạm xin chào và xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi. Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.